Thưa quý khán giả, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 2, thanh niên trong nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản hoàn tất. Năm 2024, tỉnh Cà Mau có 854 công dân lên đường nhập ngũ. Ngày 27 tháng 2, các địa phương trong tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân đã hoàn thành. Những thanh niên ưu tú của tỉnh đang trong tâm thế sẵn sàng, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Năm 2024, tỉnh An Giang có trên 2.000 thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc. Tất cả sẵn sàng chờ khoác lên mình một bộ quân phục mới đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đây được xem là một hành trình giúp các em trưởng thành hơn, thể hiện được tình yêu quê hương và tổ quốc. Mùa tuyển quân năm nay, Kiên Giang có hơn 1.400 công dân được trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2024. Những ngày qua, ngành chức năng của tỉnh đã đến động viên các em hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ của công dân. Năm nay, Hậu Giang ra quyết định gọi hơn 1.300 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, thanh niên sức khỏe loại 1 gần 500 người, 120 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học là 174 thanh niên. Tuổi trẻ Hậu Giang hăng hái, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với quê hương đất nước. Những ngày qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến các quận, huyện kiểm tra công tác tuyển quân năm 2024. Dự kiến công tác giao nhận quân cơ bản đã hoàn tất. Năm nay, thành phố Cần Thơ có 2.038 công dân nhập ngũ. Dự kiến điểm chính tổ chức lễ giao nhận quân sẽ được thành phố Cần Thơ tổ chức tại huyện Thới Lai vào ngày 27 tháng 2. Trên địa bàn quân khu 9, Tiền Giang là địa phương tổ chức hội trại tòng quân sớm nhất. Đoàn thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự 11 huyện thị thành phố của tỉnh đã đồng loạt tổ chức hội trại. Qua đó tạo khí thế sôi nổi, giúp tân binh vững bước lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, chương trình hội trại của thành phố Mỹ Tho được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như thi cắm lều trại, thanh niên với pháp luật, báo ảnh, trò chơi dân gian, nét đẹp thanh niên thành phố Mỹ Tho, văn hóa, văn nghệ. Các hoạt động đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng tân binh, tạo động lực giúp tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Cũng có vui, có buồn, có quyến luyến này kia. Dạ, nhưng đó là em quyết tâm xong cái buổi hội trại này là chuẩn bị sẵn sàng lên đường, nhập ngũ. Mấy hình ảnh đây thì được mấy anh chị thiết kế rất là đẹp, nó giúp cho em có động viên. Các hoạt động của hội trại tòng quân năm nay đều mang sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương. Từ lều trại đến trò chơi đều huy động sự đoàn kết của tập thể và ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, cái cuộc sống khác nhau. Vô cái cuộc sống tập thể này đã tạo cho các cháu bước đầu để mình tiến tới thực hiện cái nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ của một người công dân. Năm nay, thành phố Mỹ Tho có gần 200 thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 39% thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học, sức khỏe loại 1, 2, chiếm gần 70%, đảm bảo 100% về các yếu tố chính trị. Thông qua cái công tác tuyển quân này cũng là dịp để chúng ta giáo dục nâng cao cái lòng yêu nước, rồi là giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương và nâng cao cái tình cảm, cái ý thức về cái trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đối với mỗi công dân. Sau cái hội trại cũng như công tác tuyển quân thì sẽ tâm ban tổ chức sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và nhân rộng những cái điển hình, những cái gì tốt, và đồng thời rút ra những cái mặt hạn chế để phương hướng tới để mình cho cái công tác tuyển quân cũng như công tác hội trại tổng quân nó được tốt hơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ thanh niên Tiền Giang hôm nay tiếp tục hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Vào quân đội là để thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời là cơ hội để thanh niên khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật cao và nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Vào tối qua, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 đã được tỉnh Cà Mau tổ chức tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển. Chủ đề của Ngày thơ năm nay là Thức dậy phù sa. 8 bài thơ được các nghệ sĩ ngâm và dàn dựng thành những bài múa đầy cảm xúc. Thơ ca luôn song hành và làm nên vẻ đẹp của cuộc sống, giúp con người nuôi dưỡng tình yêu thương, cảm thông với nhau hơn. Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 được tổ chức đã mang tâm hồn các bạn trẻ đến gần nhau hơn, cùng nhau viết lên bài ca yêu thương về vùng đất và con người Cà Mau.
Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã vận động các mạnh thường quân trong tỉnh hỗ trợ 15 suất quà là tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tháng đầu tiên của năm mới, rất nhiều lễ hội đã được tổ chức tại đồng bằng sông Cửu Long. Vào chiều hôm qua, tại di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, lễ hội Làm Chay chính thức được khai mạc. Với lịch sử hơn 100 năm và trở thành nét văn hóa truyền thống của đất và người nơi đây, lễ hội Làm Chay được tổ chức khá long trọng nhằm cúng tế các nghĩa sĩ trận vong trong phong trào yêu nước chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19, mà tiêu biểu là hai nhà yêu nước Đỗ Tường Phong, Đỗ Tường Tự và cầu siêu theo nghi thức Phật giáo, đồng thời cầu an cho bá tánh, làng xóm. Lãnh đạo tỉnh cũng dâng hoa kính lễ và niệm hương tại bàn hương lễ, dâng hương tại đình Tân Xuân và tại phần mộ nhà yêu nước Đỗ Tường Tự. Ngay sau lễ khai mạc là các hoạt động cúng tế liệt sĩ theo nghi thức tôn giáo. Trong ngày khai mạc, hàng ngàn lượt khách thập phương đã đổ về đình Tân Xuân để dâng hương và tham gia các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội như tặng chữ thư pháp, xem trình diễn múa lân, diễu hành xe hoa, ghe đăng. Được tổ chức mỗi năm một lần, lễ hội Làm Chay vừa mang nét đẹp văn hóa dân gian, thể hiện sự hòa hợp dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, vừa mang đậm tính cộng đồng, làng xã, đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến cộng đồng. Vào sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu nhân đạo. Phóng viên Phương Liên đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả. Hôm nay có hơn 150 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tham gia hiến máu tình nguyện. Được biết đây là lần thứ 3 bệnh viện tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Với tinh thần hiến giọt máu đào trao đời sự sống, hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần cùng ngành y tế thành phố khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung cấp máu và các chế phẩm từ máu, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện địa phương. Lượng máu này sẽ bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Hiến máu tình nguyện là một việc làm rất đáng trân trọng và cần thiết trong xã hội, thể hiện truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc. Tinh thần hiến máu tình nguyện đang lan tỏa trong cộng đồng, ngày càng có nhiều đơn vị, cơ quan, các đoàn viên thanh niên, cán bộ hội viên, người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ và sẵn sàng tham gia. Mỗi túi máu như thế này có thể tích 350ml. Trong đợt này sẽ có 150 đơn vị máu được tiếp nhận, tương đương với hơn 52 lít máu. Số lượng máu này đóng vai trò rất quan trọng trong việc cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Cầu Châu Đốc là dự án giao thông quan trọng mang tính liên kết vùng từ thành phố Châu Đốc đến thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, kết nối với hai tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Đây là công trình có tiến độ thi công nhanh nhất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Phóng viên Quỳnh Tâm sẽ thông tin chi tiết. Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn như là dịch bệnh thiếu nguồn vật liệu, tuy nhiên tính đến thời điểm này thì dự án cầu Châu Đốc đã vượt hơn 20% tiến độ, tức là sớm hơn từ 7 đến 8 tháng so với dự kiến ban đầu. Có được tiến độ nhanh như vậy là nhờ lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở ngành quan tâm hỗ trợ các khâu về giải phóng mặt bằng, bổ sung kịp thời nguồn vật liệu, cùng với đó là năng lực thực hiện của các đơn vị thi công được nâng cao. Đâu đó là trên 300 công nhân chia làm nhiều ca kíp làm việc xuyên đêm để cho công trình nó về đích đúng tiến độ. Cầu Châu Đốc có chiều dài 667 m, quy mô 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 534 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2022 và dự kiến thông xe vào 30 tháng 4 năm 2024. Dự án này hoàn thành sẽ giúp thông tuyến quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang đối với các địa phương như là Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang, qua đó giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng cho đồng bằng sông Cửu Long. Cũng liên quan đến tiến độ các công trình dự án, thành phố Cần Thơ sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án và đơn vị có liên quan khi để chậm tiến độ thực hiện và giải ngân. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước thành phố, tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2024, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công là hơn 1.300 tỷ đồng trên gần 8.000 tỷ đồng.
đạt tỷ lệ 16,4% kế hoạch vốn thực hiện được Hội đồng Nhân dân thành phố giao chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo, đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, các dự án, công trình có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được giao. Chủ đầu tư, chủ dự án, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo giải trình và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán cho các dự án, công trình đã có khối lượng hoàn thành, giải ngân tốt. Đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị, chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án và đơn vị có liên quan về việc chậm tiến độ thực hiện giải ngân. Thưa quý khán giả, trước tình hình nắng hạn đến sớm và gay gắt, 21.000 hecta rừng U Minh Hạ tại tỉnh Cà Mau đang ở nguy cơ cháy rất cao. Để phòng chống cháy rừng, chủ rừng cần có phương án huy động lực lượng khi có cháy xảy ra, theo phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng chuyên trách, tổ máy bơm thường xuyên ứng trực 24/24, kiểm tra, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị cần thiết, kịp thời xử lý khi có cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Riêng tại vườn quốc gia U Minh Hạ đã lắp đặt hệ thống camera quan sát nhằm tăng tính chủ động bảo vệ rừng mùa khô. Dự báo độ mặn trên sông Tiền vào mùa khô năm nay, nồng độ 1 gram trên lít sẽ lấn sâu vào nội đồng từ 52 cho tới 56 km. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 sẽ đóng cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành kể từ ngày 7 tháng 3 năm 2024, dự kiến mở lại cống vào ngày 12 tháng 4. Như vậy, cùng với 6 cống ngăn mặn tại các đầu kênh ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 vừa mới hoàn thành, cống mâu này là cống thứ 7 sẽ tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín. Công trình cống Âu Nguyễn Tấn Thành đưa vào khai thác nhằm ngăn mặn trữ ngọt, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho diện tích gần 100.000 hecta và tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân của hai tỉnh Tiền Giang và Long An. Người dân Tiền Giang cho biết thời gian gần đây, tình trạng nuôi hào tự phát trên vùng biển Gò Công Đông xuất hiện khá là nhiều. Việc này ảnh hưởng đến sự di chuyển của tàu thuyền qua khu vực. Theo thống kê, hiện có khoảng 800 hecta nuôi hào tự phát với trên 5.600 dây nuôi trên khu vực biển Gò Công Đông. Trong đó tập trung ở xã Tân Thành, Tân Điền và Kiện Phước. Khu vực nuôi hào nằm trong vùng cách bờ biển từ 500m đến 3,5 km. Các dây nuôi sau khi gắn vỏ xe ô tô cũ vào sẽ được thả xuống biển và hào tự nhiên sẽ tìm đến bám vào các vỏ xe sinh sống. Thời gian từ lúc thả nuôi đến lúc thu hoạch trung bình là khoảng 1 năm rưỡi, tùy theo yêu cầu hoặc kích cỡ hào được thương lái đặt hàng. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang đã chủ trì mời các sở ngành liên quan họp lấy ý kiến để hướng dẫn địa phương đảm bảo công tác quản lý nuôi hào trong thời gian tới theo đúng quy định. Còn tại Đồng Tháp, hơn một tháng nay, tại bãi rác Trường Xuân, huyện Tháp 10 liên tục xuất hiện tình trạng cháy ầm ĩ. Khói bụi và mùi hôi khi mà cháy theo hướng gió lan ra khu dân cư gần đó, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Bà con rất mong chính quyền địa phương có những giải pháp xử lý vấn đề này. Đây là những hình ảnh mà người dân địa phương ghi lại khi bãi rác Trường Xuân phát hỏa. Mùi rác hôi thối kết hợp với mùi cháy khét lẹt, mùi khói từ bao ni lông theo hướng gió lan xa, mang đến cảm giác nồng nặc, khó thở. Cháy thì nó gây ảnh hưởng bà con là khói hôi dữ lắm. Tối mà ngủ một cái là ngủ không có được. Nọc ngằn cái mùi hôi dữ dằn lắm. Nó lan tùm lum hết trơn. Nó cháy, nó ngúng hoài vậy đó. Nó ngúng từ khoảng một tháng rưỡi nay nó ngúng hoài luôn. Gió cái hướng nào là nó bay về cái hướng đó. Là cái nguyên cái hướng đó là chịu hết. Từ đây mà ra ngoài chợ khoảng 3 cây số á là nó vẫn bị luôn. Nó vẫn có là khói nó bay là vậy đó. Thời điểm phóng viên có mặt tại hiện trường, bãi rác Trường Xuân vẫn còn 5 vị trí đang phát sinh cháy ngúng, có khói bốc lên. Cả bãi rác loang lổ những mảng màu đen là tro tàn từ những đợt cháy trước đó. Mấy cái đống này là nó nằm riêng lẻ hết. Cháy thông đống này là tới đống khác. Có quay phim đồ hay gì là tắt xong là bữa hay bữa là cháy nữa. Lặp đi lặp lại liên tục vậy. Việc bãi rác bị cháy trong một thời gian dài gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, đơn vị thu gom và cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân do đâu. Trong khi đó, hàng ngày, hàng giờ, người dân sống xung quanh bãi rác phải chịu cảnh ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Huyện cũng tiếp tục là chỉ đạo cái đơn vị vận hành trong cái bãi rác này để mà chữa các cái đám cháy còn ngúng khói thì
để đảm bảo vấn đề mà không còn cháy nữa. Phòng cũng kiến nghị cái đơn vị vận hành trong cái bãi rác Trần Sơn này tiếp tục giám sát thường xuyên cái bãi rác để mà khi mà phát hiện có bất thường xảy ra thì kịp thời xử lý ngay. Bãi rác Trần Sơn là nơi tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tháp 10 đến hết năm 2025. Người dân nơi đây mong muốn tình trạng cháy tại bãi rác này sẽ được khắc phục triệt để. Cùng với đó là các giải pháp bảo vệ môi trường theo quy định, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng ra cộng đồng xung quanh. Như thông tin mà tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, vào chiều tối hôm qua, nhiều học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã trốn trại. Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để khống chế, đưa một số học viên quay trở lại cơ sở. Một số còn lại tản theo nhiều hướng để trốn thoát. Trước khi rời đi, nhiều đối tượng đã đập phá vật dụng và thiết bị tại cơ sở. Theo tìm hiểu bước đầu, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa vài học viên. Khi công an mời làm việc thì một số trường hợp kích động phá cổng rào để trốn ra ngoài. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các ngành chức năng đã có cuộc họp khẩn vào sáng nay để nắm tình hình và đưa ra hướng xử lý. Trước mắt kêu gọi gia đình vận động các học viên cai nghiện quay trở lại trung tâm vì có như vậy mới mong sớm làm lại cuộc đời, hòa nhập với xã hội. Cơ sở này thuộc phường 5 thành phố Sóc Trăng, hiện có khoảng 400 học viên đang cai nghiện ma túy. Hiện trường đã được phong tỏa để thực hiện công tác điều tra. Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vừa ra quyết định tuyên phạt từ 2 đến hơn 3 năm tù cho một nhóm các đối tượng ngụ tại huyện Châu Phú về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại công trường thi công cầu kênh 12 tuyến Bắc Cây Dương thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú, trong quá trình thi công thì nhóm đối tượng này và những người trong gia đình ra can ngăn, có lời lẽ chửi bới, dùng nước sôi pha mắm tôm tạt vào các công nhân. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Châu Phú đã mời hai người trong nhóm về trụ sở để làm việc. Tại đây, hai đối tượng không những không chấp hành mà còn có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an và chống người thi hành công vụ. Thân mến, hiện nay nhiều người không chỉ ăn chay trong các dịp rằm hay là lễ lớn mà còn xem đây như một giải pháp để thanh lọc cơ thể và phòng ngừa bệnh tật. Món chay giàu đạm thực vật và khoáng chất có lẽ không thể thiếu gián đậu hay còn gọi là tàu hũ kia. Tuy nhiên, nỗi lo về thực phẩm thiếu an toàn khiến nhiều người lo lắng. Mỹ Tây hôm nay mời quý khán giả trải nghiệm tại một cơ sở chuyên sản xuất thực phẩm chay có tiếng ở tỉnh Đồng Tháp. Tiếng tăm đó gian danh nhờ tâm huyết của một người đàn ông muốn đòi lại uy tín cho thực phẩm chay, đồng thời biến loại tàu hũ kia bình dân trở thành những món chay thượng hạng. Ngay tại không gian này, hiện đang có khoảng 120 chảo sữa đã đỏ lửa. Sau khi nấu 1 tiếng rưỡi thì cho ra miếng gián đậu đầu tiên. Cái tự hào nhất của mình đó là mình làm những cái sản phẩm sạch, những sản phẩm mà nó giá trị thật đưa đến xã hội cộng đồng. Cũng hên là đó mình có đi học bên ngành đi á, rồi mình có vận dụng vào cái vi sinh á, mình biết lúc nào là nên ức chế vi sinh, tạo ra những cái sản phẩm đó nó không chất bảo quản phù dai. Ông Bình đã từng rất thành công khi kết hợp gián đậu đất sen hồng với lại hạt sen, ngó sen, củ sen để cho ra món giò lụa gói trong lá sen thơm ngon nước tiếng. Và ngày hôm nay thừa thắng xông lên thì ông lại tiếp tục trồng nấm mối, nấm bào ngư để đa dạng sản phẩm chay đáp ứng nhu cầu của thực khách. Thì mình muốn có một cái sản phẩm sạch thì cái nguyên liệu nó phải sạch, trồng trong một cái môi trường mình quản lý được cái nhiệt độ, ẩm độ và quản lý được cái côn trùng. Chính vì đó mình không phải cần can thiệp những cái hóa chất gì hết. Tàu hũ kia thượng hạng, trộn gia vị đã ngon rồi. Vậy mà ở đây mọi người còn thêm vào một chút giòn giòn dai dai của nấm. Không những vậy, ông Bình còn sáng chế ra món cơm chay ăn liền đóng hộp, vừa ngon vừa lành, có thể xuất khẩu đi châu Âu. Một hộp như vậy là bao nhiêu tiền hả chú? Một hộp như là khoảng 30 ngàn. Có thể nói sự đầu tư cho chất lượng và sáng tạo để giúp cho những ngành nghề truyền thống có thể bắt kịp được xu hướng của thời đại. Việc gia tăng chế biến sâu thì cũng góp phần
gia tăng giá trị của nông sản, góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu cho các ngành nghề, đặc biệt là nghề thực phẩm, theo sự sàng lọc công bằng và bền bỉ của thời gian. Đến đây, Miền Tây Hôm Nay buổi trưa xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.